chào tất cả các bạn nha. Một lần nữa mình xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như là sự thành đạt thành công trong vấn đề chăn nuôi thỏ hàng ngày và công việc hàng ngày của các bạn được thuận lợi mỹ mãn nha. Thì mình xin giới thiệu, mình là Tài Thỏ Tý Đô ở xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video có một cái nội dung như sau, mong là các bạn xem và có một cái gì đó góp ý cho mình nha. Thì hiện tại mình đang đứng mình làm video này là tháng 3 năm 2023. Thì có một số bạn hỏi mình là em có nên bỏ phố về quê lập nghiệp chăn nuôi làm năm hay không. Có một bạn thì đang có việc, có một số bạn thì đang thất nghiệp. Tại vì đợt này á, là coi như là tình hình kinh tế năm 2023 này nó quá là suy thoái các bạn nè. Thì mình biết cái gì thì mình sẽ chỉ cái đó, bởi vì bản thân của mình cũng hiện đang là một người là làm công ty và mình đang chăn nuôi thêm, cũng như là mình đang nuôi con thỏ này. Thì trước tiên mình không có nói chung, trước tiên là mình nói riêng về tình hình kinh tế thị trường một chút, rồi sau đó mình mới chia sẻ đến một con thỏ hay bất kỳ một con động vật nào. Cái năm này là cái năm cực kỳ khó khăn. Các bạn nào mà có một cái suy nghĩ bỏ phố, bỏ công việc về quê thì hãy suy nghĩ cho chín chắn và cực kỳ khôn ngoan và cực kỳ kỹ lưỡng, thì các bạn hãy đưa ra quyết định cho mình. Mình hay khuyên các bạn trong năm nay, ai có việc thì cố gắng giữ việc, đừng đầu tư xô bồ và hãy đầu tư một cách khéo léo và tính toán bài bản kỹ lưỡng. Còn nếu ai mà thất nghiệp muốn về quê, hoặc là vẫn đang làm công ty mà muốn về quê làm nông và chăn nuôi, thì trước tiên hãy xem lại cái vốn của mình tới đâu. Bởi vì khi mà các bạn về quê rồi, thì bỏ việc về quê rồi thì các bạn không được nhận lương hàng ngày nữa. Tuy nhiên nếu vốn của bạn ít mà các bạn về quê lập nghiệp thì rất là khó. Huống chi là các bạn ít vốn, chưa nói các bạn còn không còn vốn mà về vay mượn nữa. Cái trước tiên là nếu mà các bạn muốn về quê mà thôi thì giờ có chút xíu à, về tôi mượn thêm người này người kia hay tôi vay thêm ngân hàng, thì trong năm 2023 này các bạn không nên quyết định chuyện đó. Mà các bạn đang có việc thì các bạn cứ làm, cứ làm đi cái đã, để lãnh lương đi các bạn. Bởi vì trong năm 2023 này mọi thứ nó rất là ảm đạm, tình hình kinh tế rất là khó khăn, không phải riêng về vấn đề chăn nuôi mà tất cả những cái vấn đề về mảng công nghiệp rồi thủy sản hay nông nghiệp gì đó nó rất là bị suy thoái do ảnh hưởng toàn cầu luôn, chứ không phải ở Việt Nam mình, đúng không các bạn? Đó là mình khuyên một phần nữa, nếu cảm thấy chưa được, chưa đủ vốn, chưa tự tin, chưa khéo léo, chưa quyết định mà còn mập mờ thì không được về quê, mà phải ở thành phố hoặc là ở một cái địa điểm nào đó. Đang làm thì cứ làm lãnh lương đi, đi làm thuê cho người ta đi, cứ âm thầm mà làm, cứ lặng lẽ mà làm, tới tháng lãnh lương. Đó là cái thứ nhất mình khuyên. Còn bây giờ khuyên quá rồi mà các bạn muốn về thì mình vẫn có cái hướng để cho các bạn về, chứ không phải là không. Chưa chắc gì các bạn ở lại thành công, và chưa chắc gì các bạn về đã thành công, và chưa chắc gì thất bại và là thành công. Hai cái mình chưa nói được cái chuyện gì hết. Nhưng mình đang khuyên các bạn ở lại là gì? Đang khuyên các bạn phải nằm trong một cái vùng an toàn nhất định. Bây giờ mình đang mạo hiểm, mình bung ra là mình rất là mạo hiểm, cho nên mình yêu cầu các bạn phải nằm trong cái vùng an toàn. Còn nếu các bạn đủ bản lĩnh, đủ tài chính, đủ tính toán kỹ lưỡng và khéo léo thì các bạn vẫn có thể bay về nhà làm được. Nhưng trước tiên đã, mình chưa
chưa biết các bạn tính toán khéo léo tới đâu, nhưng trước tiên mình phải nói một câu là các bạn phải có vốn, và cái đồng vốn đó của các bạn phải tính được là đầu tư xong một cái sản phẩm hay là một cái nông trại hay là một cái trại gì đó, hay là làm bất kỳ một cây gì trồng cây gì đó, thì các bạn phải có được một số tiền khác nữa để dành ra, để còn cái đồng tiền để mình ăn hàng ngày, mình chi tiêu cho cái trại mình đang xây dựng ra hàng ngày, ít nhất phải được 2 năm. Tại vì sao? Các bạn đầu tư bất kỳ một cái trại heo, trại gà, trại bò gì đó, hay là các bạn trồng cây tiêu, cà phê điều gì đó, thì sau 2 năm các bạn mới có thể hoàn thiện và có thể có được cái sản phẩm các bạn bán ra thị trường. Ví dụ như thỏ này, con thỏ này thì hơi quá, con thỏ này thực ra thì có 1 năm thôi, tại vì mua thỏ về là tháng sau nó đẻ rồi thì mình không nói, nhưng đâu phải là các bạn làm thỏ không, có thể là các bạn mua trâu, mua bò, mua gì đó, các bạn mua dê gì đó, hay là trồng cái cây gì đó, thì nhưng mà cái đà của mình phải có dự trù. Tao có 1 tỷ thì tao làm 500 thì tao còn 500 để tao lo cho được 2 năm. Thế là mình nói nhiều vậy nghe, chứ thiệt ra làm nông nghiệp thì không cần nhiều đâu, nhưng trước tiên là các bạn phải tính được khéo léo về vấn đề tài chính trước nếu các bạn muốn về quê, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi mình tính được cái bài toán là tài chính rồi á, thì mình phải tính thêm cái bài toán đó là mình đã có cơ sở chưa, hay là mình phải đi thuê đất. À, cái này rất quan trọng nha. Ví dụ các bạn về nhà, nhưng mà nhà mình rất nhỏ quá, mình phải đi thuê đất mình làm. Mình không nói về thì nhà có đất rồi thì bỏ qua bên nghe, không nói nghe, có tiền đập vô làm nha. Nhưng mà bây giờ các bạn không có đất mà thuê đất thì cái này cũng phải là một bài toán khó. Mình chỉ luôn kinh nghiệm nè, chăn nuôi không cần phải gần gũi, chăn nuôi là càng xa càng tốt. Nếu các bạn đi thuê đất, các bạn đi thuê càng xa càng tốt. Bởi vì sao? Càng xa thì mầm bệnh nó càng ít, càng xa thì vấn đề tệ nạn xã hội cũng không có, càng xa thì tiền thuê đất rất rẻ đó. Xa nhưng mà đường xá phải ngon chứ, xe ta vô lấy hàng đâu được nghe. Nếu mà xa mà đường không vô, xe tải rồi không vô được là thua đó. Thì mình phải tính kỹ cái đó, cái chi phí càng rẻ thì càng tốt. Ai có đất rồi thì cứ làm, mình không sợ, nhưng mà mình chia sẻ là chưa có đất thuê đó, mình thuê rồi thì mình muốn trồng cái cây gì, cái con gì mình nuôi cái gì cũng được. Nhưng cái bài toán tài chính là mình phải tính như hồi nãy, đầu tư một nửa, còn một nửa làm sao cái nửa còn lại nghe, mình phải chia cái đồng tiền ra một nửa để mình phải ăn nhậu đi chơi đi cô gái, còn ai có vợ thì cũng có tiền của vợ nuôi con, còn một nửa để mình xây dựng. Trong quá trình nuôi thì phải có vấn đề là mình mua phân bón, mua thức ăn cho vật nuôi, rồi mua phân bón cho cây. Nó phải kèo lắm phải được 2 năm, đủ thì 2 năm, tại vì các bạn đã quyết tâm về rồi thì 2 năm đó chưa có thu. Nuôi thỏ thì thu nhanh, thì đỡ được, các bạn nuôi dê nuôi bò rồi nó lâu thu, hoặc là trồng cây cũng vậy, không phải đơn giản. Cho nên là mình giữ trụ được cái đó thì mình hãy về đó là xong. Chỉ như đó thôi. Còn bây giờ mình xin nói lại, chưa chắc gì các bạn ở lại các bạn đã thành công, và chưa chắc gì các bạn về các bạn thành công, và ngược lại, đôi khi các bạn về các bạn thành công, đôi khi các bạn về các bạn thành công. Chưa biết thành công hay thất bại, nhưng khi mình đã nhảy vô cuộc chơi thì mình phải tính toán thiệt là kỹ đó. Trong cái thời gian này mình không khuyên các bạn bỏ việc để đầu tư, nó rất mạo hiểm. Mình giữ chân tại chỗ, mình làm việc lãnh lương thì nó tốt hơn, bởi vì 5-3 nó khó khăn. Tuy nhiên không phải là khó quá là làm không được, quá quyết tâm về rồi, đó là các bạn đã thất nghiệp rồi, nhưng mà các bạn có một chút vốn rồi, quá quyết tâm về rồi thì không phải là làm không được đâu. Nhưng mà mình chỉ yêu cầu tất cả các bạn làm cái vấn đề gì, cho dù nhỏ hay to, cái mic mình nó bị hư, mình mua cái mic có 300 mấy à, dân chăn nuôi mà làm gì có tiền mà mua cái mic mấy triệu, mua cái mic 300 mấy à, lâu lâu mình phải nhìn cái đèn này, nó tắt cái đèn này là tự nhiên là nói hết nghe, các bạn có không nghe nữa.
đó. Thì thôi bây giờ mình nói vậy, mình cũng sẽ chúc các bạn có ở lại làm việc hay là có về quê lập nghiệp thì cũng phải cố gắng hết mình. Mình chỉ khuyên một câu như vậy thôi, làm gì làm mình phải làm một cách thông minh, làm gì làm mình phải biết tiết đồng tiền của mình làm ra từ trước đó. Khi mình đầu tư một cái món gì đó, mình quyết định về quê làm nông nghiệp, mình quyết định trồng một cái cây gì đó, nuôi một cái con gì đó, và mình hãy tính toán thật kỹ. Thời gian là vàng là bạc, nhưng mình phải lãng phí thời gian cho cái vấn đề tính toán càng nhiều càng tốt, mình không sợ. Thời gian ăn nhậu á thì dẹp bỏ đi, lãng phí không tốt, nhưng cứ lãng phí thời gian để ngồi mình tính toán từng chi ly chi tiết một thì các bạn lãng phí bao nhiêu cũng được. Cứ suy nghĩ làm cho nó thiệt là tốt. Cái thị trường bây giờ, cái năm nay nó rất là khó, mình làm cái gì phải thật là khéo léo, nhưng phải thật là kiên trì, bền vững, và một cái bài toán tài chính tính toán thật là good, như vậy mình mới thành công. Còn bạn nào đang làm thuê làm mướn, đang lãnh lương ngon lành thì cứ lãnh lương qua năm nay để tính, đừng có làm lanh thấy người ta làm như vậy rồi về làm theo, không dễ đâu. Cái gì cũng phải có sự tính toán kỹ lưỡng, chăm chút, cố gắng, kiên trì mới được đó. Còn đã quyết tâm về rồi thì phải làm cho tốt, không biết thì học hỏi, đừng có ngại, đừng có nghĩ mình khôn. Mày khôn bao nhiêu kệ mày, nhưng mày không biết là mày phải điện mày hỏi người ta. Đừng có sợ lạ hay quen, cứ bắt điện thoại lên điện, anh ơi chỉ cho em cái này, anh ơi chỉ cho em cái kia. Họ không chỉ thì thôi, tắt gọi người khác chỉ, những người đi trước. Họ ngu hơn mày cái này nhưng mà họ vẫn khôn hơn mày cái kia. Thì cứ điện hỏi là người ta chỉ rồi mình sẽ làm. Nghe các bạn nghe, đó là một trong những cái tâm huyết mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Bởi vì một số anh em đang làm ở Sài Gòn cũng điện thoại cho mình hỏi là bây giờ em muốn về nuôi thỏ được không? Muốn về em nuôi heo, nuôi gà, trồng cây được không? Thì anh mới chia sẻ như vậy. Thôi một lần nữa xin chào tất cả các bạn, và cũng hy vọng những các bạn trẻ nào mà xem được cái video này sẽ có một ý chí quyết tâm làm kinh tế thật là tốt để mình có được một cái cuộc sống cho nó ngon lành nha. Mình xin chào tất cả các bạn.